Hello, em Thanh Phạm xin chào toàn thể anh chị em và các bác quay trở lại với video cuối năm của em Thanh Phạm nhé. Hôm nay cũng là ngày 19 âm lịch rồi. Thì đến ngày 20 là em xin dừng video. Em cũng không có gửi hàng được cho mọi người nữa. Tại vì đơn vị vận chuyển nó quá tải rồi. Nó không có gửi được hàng đến cho mọi người được nữa. Nên là em lên cái video cuối cùng. Hôm nay em sẽ lên những cái dòng nồi áp suất thanh lý cho anh chị em thanh lý hết cái lô này và một số những cái mã dao để anh em mình sưu tầm trong nhà bếp đấy, dao, dĩa, kéo, rất là nhiều các dòng sản phẩm ở đây rồi. Ok mọi người, đầu video thì anh em ủng hộ em Thanh một nút like nhá. Cảm ơn toàn thể anh chị em, chúc các bác có một buổi sáng thật là nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe. Rồi, sản phẩm đầu tiên trong video ấy thì em còn có mấy cái ổ điện như này. Mấy cái ổ điện này thì nó là dòng ổ USB nhá mọi người nhá. Đấy, nó có thể là đây là bóng ngủ này. Đây là hai cái ổ USB và đây là những cái ổ cắm. Chân của nó thì nó là chân chéo này thôi, thì các bác về vặn cho em hai cái chân này đi. Vặn cho em thẳng hai cái chân này và bẻ cái chân này đi cắm vô, hoặc anh em có những cái đầu chuyển đổi ấy thì anh em cắm vô vào. Rồi, con này thanh lý cho anh em là 25.000 đồng một cái nhá. Đấy, em lên sơ lược qua thôi. Còn bên đằng này có một vài cái mã đồ về kéo cắt cành. Đấy, thì em lên cho anh em cả một cái combo luôn. Đấy, cả một combo, một bộ 4 món như này. Thì em Thanh gửi đến cho anh em mình là 120.000 đồng. 120.000 đồng 4 món, bao gồm cho anh em một cái cưa lách nhá. Đấy, hàng Make in Japan này, mới tinh tỉ tình luôn. Và một con cưa gấp này. Cưa gấp đây. Con này cưa những cái cây mà nó to như bắp đùi các bác vẫn cưa chín tốt luôn. Đấy, dài 21 cm, 22 cm gì đó. Rồi tiếp theo ấy, dùng xong anh em gấp gọn này. Cái này có cả vỏ bọc luôn này anh em nhá. Cái tiếp theo là một con cưa, một con kéo. Con kéo này thì con kéo này á là anh em có thể tỉa tán rồi. Tỉa tán rồi tỉa răm. Rồi là cắt được những cái cành nhỏ như những cái đốt ngón tay này anh em cắt được luôn ha. Rồi tiếp tục này, một con kéo. Con kéo này là kéo con kéo này kéo cắt thông thường thôi. Nó tặng kèm cho anh em thêm một cái lò xo nữa này. Đấy, nó tặng kèm cho anh em thêm một cái lò xo nữa. Mình gạt qua cái này đây là anh em cắt thoải mái rồi, cắt cây để chuẩn bị cho những cái ngày Tết nhá. Đấy, giá thành là 120.000 đồng 4 món như này. Rồi ok, em sơ lược qua để anh em có thể nắm bắt những cái dòng này. 120.000 đồng 4 món sản phẩm. Đấy, các bác nào cần thì có thể liên hệ với em qua hai số điện thoại trên màn hình nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em Thanh có một ít cái này nó là cái bảng tự xóa. Đấy, các bác mua về tặng cho cháu sắt nhà mình này. Bảng tự xóa này đến từ Nhật nhá. Đến từ Nhật. Đấy. Rồi, đến đây thì anh em thấy này. Con này bảng của nó là 8.5 inch này. Đấy, LCD các kiểu này. Nó là dạng tự xóa cho trẻ nhà mình tập vẽ, tập viết chữ. Ở đây nó có hai cái nam châm. Mọi người gạt cái công tắc này lên. Và đây, mọi người gạt on off đây này. On off này, off này. Đấy, gạt qua lên. Thí dụ như anh em vẽ một vài cái bức tranh ở đây. Đấy, để em ấn vô đấy nha. Vì nó chưa khởi động lại. Đấy, mọi người gạt qua gạt lại đi cho nó khởi động lại nhá. Thì các bé nhà mình có thể tập viết chữ A, chữ B, chữ C, hoặc là tập viết chúc những cái lời chúc tốt đẹp nhất trong cái dịp cuối năm này. Đấy, xong mình sau đó mình sẽ ấn một cái nút ở đây là tắt nhá. Dùng xong. Đấy, lại bỏ vô. Rồi, combo sản phẩm hai mã như này. Hai chiếc bảng tự xóa. Giá thanh lý là 80.000 đồng. 80.000 đồng hai bảng nhá. Rồi tiếp theo thì em lên cho anh em mình một cái bộ khay đá hàng của thương hiệu Bico, khay đá cao cấp số 1 tại châu Âu. Hàng này thì sản xuất tại Make in Thái Lan nhá. Sản xuất tại xuất xứ Thái Lan. Đây. Xuất xứ Thái Lan và con này nó là thương hiệu Bico phụ trách cho một câu lạc bộ Barcelona. Barcelona đây. Con này thì các bác dùng là bao chất luôn.
mới 100% nhá. Cái này không phải hàng tàu đâu anh em mình nhá. Con này mặt trên của nó là được làm bằng nhựa ABS và mặt dưới cái khay đựng của nó được làm bằng meca trong. Đấy, meca trong. Đây. Anh em nhìn này, bao xịn sò luôn nhá. Rồi, ok. Đấy. Khi mà làm đá ở đây thì các bác cứ làm rồi làm vặn hai bên như này thì đá lập tức nó sẽ rơi xuống nhá, rơi xuống. Đó, nó sẽ không có bám chặt vào như những cái dòng khay đá thông thường đâu. Đấy, dòng khay đá. Cái này nó rất là bền, được làm bằng nhựa ABS. Đấy, video trước thì em đập cho anh em xem rồi đấy, nó chỉ có bong cái lò xo này ra thôi. Bong cái lò xo này ra thì anh em lại cài vô vào được. Bộ khay đá của Bico giá là 120.000 anh em mình nhá. 120.000. Rồi tiếp theo em sẽ lên một số những cái ma dao. Rồi em sẽ giới thiệu đến anh em một số những cái nồi áp suất thanh lý cho anh em mình trong cái dịp cuối năm này. Rồi, em có một vài cái cây cảnh báo như này. Vài cây cảnh báo như này gấp gọn vào được như này nhá mọi người này. Đấy, gấp gọn vào như này được. Rồi, cái này dòng này thì giá cho em nó là 70.000 đồng một cây nhá. Có phản quang này. Có phản quang này. Đấy, trụ cảnh báo khi mà các bác gặp sự cố hoặc là đi trên đường xe tải xe tiếp gặp sự cố anh em mang ra dựng giữa đường cho em. Dựng giữa đường mà thì phía sau những cái xe nó sẽ biết là gặp sự cố nên nó sẽ tránh, nó không phi vào những cái vật cản như mình đang ấy đây, đang gặp sự cố. Giá 70.000 đồng nhá. Qua bên này em lên cho anh em những cái dòng đồ nhà bếp. Ở đây em đang có về được một ít cái dòng dĩa. Đấy, dĩa này là dĩa của bên Singapore, của một cái hãng hàng không quốc gia của Singapore nhé. Đây là cái logo của nó này. Đấy, đây là những cái phần logo của nó đây. Nó là thương hiệu Island. Nó giống như là một cái thương hiệu Vietnam Airlines. Đấy, giống như Vietnam Airlines của Việt Nam của chúng ta đó. Đấy, được làm bằng inox hết nha mọi người nhá. Được làm inox dày, sống dày 3 ly. Đây là những cái dòng dĩa. Thì giá thành em đang gửi đến cho anh em là 10.000 đồng một cái. Đấy, để cho các bác về dùng ngày Tết. Tiếp tục ở đây là có những cái mã dao. Đấy, dao để anh em mình cắt bò ăn bít tết các thứ đó. Đây, bằng inox hết nha mọi người nhá. Inox đặc luôn, inox đặc luôn. Trên này là những cái phần dao khứa. Dao khứa về các bác vệ sinh lại nhá. Đấy, đây là những cái phần logo của em nó này. Đấy, con chim kiểu dạng con chim. Thì người ta ăn là cắt thịt bò xong người ta xiên vào. Đó thì anh em nào cần thì báo nhá. Giá 10.000 đồng một cái thôi. Rồi, bên này em có con kéo. Kéo này là kéo mũi dài của thương hiệu là Mizabi. Đấy, Mizabi hàng Made in Japan. Thì con này lưỡi của nó rất là dài như này. Đấy, anh em nhìn này, lưỡi của nó rất là dài. Cán cầm đây rất là xịn sò luôn. Thì anh em nào cần những cái mẫu kéo mà để cắt đồ ăn hay cắt bún, cắt thịt hay là cắt bất kể cái gì ở trong nhà bếp thì mình dùng cái mẫu này. Rồi, con này giá của nó là 120.000 đồng, mã kéo mỏ dài nhá. Kéo lưỡi dài. Đấy, anh em lên kéo lưỡi dài cho em. Còn bên này thì có một cái con kéo này, nó là kéo bạc đa năng. Đấy, được làm bằng chất thép SK5 này. Đấy, con này thì rất là chất lượng, rất là dày dẫn, vừa đánh cá này, vừa cui bia này. Rồi, mã này là 100.000 đồng. Anh em lên mã kéo bạc đa năng giúp em Thanh nhá. Qua bên này, em còn 3 cây kéo cắt gà. Hàng đến từ thương hiệu Winling. Đến từ thương hiệu Winling. Trên này thì nó có chữ Made in Germany. Thì sống của nó cũng rất là chi là dày như này. Và nó có cái phần răng ở đây để đánh vảy cá. Đấy, các bác cầm cho em cái mắt cá ở đây xong cầm mình đánh vảy. Đánh xong thì anh em mình mổ bụng cắt vây ha. Đấy. Rồi, cắt gà thoải mái luôn cho em nhá. Giá là 90.000 thôi, 90.000 đồng một cây. Tiếp tục em lên cho anh em mình một vài cái mã dao nhá. Đấy, dao ở đây thì em sẽ đầu tiên sẽ lên cho anh em những cái con dao, những cái chiếc dao ở đây. Rồi, em có con đề 3 hai lưỡi của thương hiệu Murato. Đấy, Murato, sống dày của nó đâu đó nó được 4 ly. Này em đo. Sống dày của nó là được 4 ly nhá. Bản dày của nó là được 5 cm.
5 phân rưỡi. Đấy, 5 phân rưỡi. Lưỡi dài của em nó là được 21.3. Và tổng chiều dài của em nó đây là 35 phân nhá. Hàng một thân. Hàng một thân. Chất thép là không han gì. Dòng này các bác vừa chọc tiết heo, vừa thái, vừa chặt băm, chặt thoải mái luôn. Rồi, siêu sắc bén. Giá em Thanh chỉ có gửi đến cho anh em chỉ có 220.000 đồng. 220.000 đồng cho mã dao D3. Đấy, còn được gọi đó là D3 2 lưỡi. 220.000 đồng. Các bác nào cần cái mẫu này để chọc tiết heo hoặc là thái rồi đập chặt gà dùng ok luôn. Rồi ok, các bác tiếp theo đó này, dao chặt 1 ký. Đấy, dao chặt 1 ký. Bản của con này nó là gần được 12 phân này. Đấy, chỗ nhỏ nhất là gần được 11. Và lưỡi dài là 22 phân. Tổng chiều dài là 33 phân. Sống dày 5 ly liền thân. Con này các anh em cân đối nhá, tại vì nó rất là nặng. Thương hiệu là Akatoki, Made in Japan. Made in Japan. Thì con này tán 3 đinh đồng, tán 3 đinh đồng ở đây. Các bác cân đối, con này rất là đầm tay và nặng nhá. Đấy. Giá cho em nó thanh lý nốt cho anh em mình là 220.000 đồng. 200.000 đồng. Đấy, 200.000 đồng một con. Tiếp theo anh em muốn dòng hàng Đức thì đây thì anh em sưu tầm cho em cái con dao chặt 8 lạng này đến từ thương hiệu Quinling, Made in Germany. Đấy, Germany. Sống dày của nó là dày 5 ly. Sống dày 5 ly mọi người nhá. Bản của nó là được 9.5. Chiều dài lưỡi là hơn 18 phân. Tổng chiều dài của em nó là được 31 phân nhá. Con này hàng bãi nên là nó vận chuyển về thì nó có bị va đập một chút. Đấy, va đập một chút ở những cái phần cán như này, anh em nhìn này. Rồi, con này trọng lượng 8 lạng. 8 lạng chặt chân gà, chân giò rồi là xương sẩu, xương heo rồi các thứ là anh em chiến tốt luôn nhá. Giá cho em nó chỉ có 240.000 đồng, chất thép không ăn gì. Đấy, dòng 8 lạng nhá, dòng 8 lạng. Qua bên này em có một vài cái mã dao Thái. Dao Thái này mã của nó là thương hiệu Kaisan. Đấy, Kaisan, mã là DM0760. Đấy, bản của nó thì cũng lớn. Đấy, tán đinh hoa hàng liền thân. Có lỗ sỏ để treo. Rồi, test thử luôn cho anh em mình luôn nhá. Bản của nó chỗ lớn nhất là gần được 7 phân. Chỗ nhỏ nhất của nó là 5 phân 7. Và lưỡi là 16.5. Tổng chiều dài của nó là 30.05. Hàng một thân. Tán đinh hoa nhá. Tán đinh hoa rất là đẹp, thẩm mỹ. Chất thép không han gì. Thương hiệu Kaisan. Thương hiệu Kaisan. Mã là DM0760. Giá cho em nó là 220.000 đồng một con. Đây, mã D6 nhá. Mã D6. Con này anh em thái chuẩn bài luôn. Thái chuẩn bài luôn nhá. Vì bản nó lớn. Đấy, em rất thích thái những cái bản lớn như này. Tiếp tục em có một vài cái cây dao Sato. Đấy, bộ dao Sato. Một cây thái đâu nhá. Một dao cây thái đâu. Thương hiệu Sato Japan, hàng mới nguyên hộp như này. Đấy. Những cái lô này toàn là lô hàng siêu thị thanh lý thôi. Con này con chuyên thái, nó sắc bén ngọt như là dao lam luôn các bác nhá. Đây, thương hiệu Sato Japan và thân của nó là hàng liền thân hết này. Và cái phần cán của nó thì nó làm kiểu dạng lỗ rỗ tổ ong. Đây là cầm nắm của nó rất là có độ ma sát và rất là ok luôn. Đó. Test giấy quá bình thường rồi. Đây, em test cho anh em túi bóng này.
Rồi ok, em sẽ đo kích thước luôn cho các bác xem. Bản của nó 5 cm nhá. Lưỡi dài 17.5, tổng chiều dài là 30 phân. Mã dao này đấy, dao Thái Sato, giá cho em nó là 220.000 đồng, 220.000 đồng cho em mã dao Sato nhá. Rồi tiếp tục thì em còn có vài con dao chặt 5 lạng. Con này chặt này đến từ thương hiệu Winling. Đấy, đến từ thương hiệu Winling, hàng Make in Germany. Và khấu của nó là khấu đúc luôn nhá, khấu đúc liền thân liền cán như này. Cái chỗ này nó điểm thêm một cái phần nhựa carbon hay là nó bằng cái gì á, nhựa carbon, trọng lượng 5 lạng. Đấy, ok lắm mọi người nhá. Con này chị em phụ nữ nhà mình dùng cũng dùng được luôn. Gần 9 cm là cái bản chỗ lớn nhất, và chỗ võng nhất của nó là 8 phân rưỡi. Chiều dài của em nó là 17.5. Tổng chiều dài cho nó là 19.5. Còn độ dày của nó là được gần 4 ly. Đấy, gần 4 ly. Chuẩn xác của nó là 4 ly đấy. 4 ly. Dòng này dao chặt, các bác chặt gà chặt vịt trong gia đình là đúng bài luôn nhá. Ngày Tết thì anh em mình hay chặt gà chặt vịt liên hoan. Giá cho em nó, anh em lên cho em cái mã dao Q5 nhá. Đấy, Q5 giá là 240.000 đồng. Một con dao chặt đến từ Đức, thương hiệu Winling. Đấy, rất chi là ok luôn mọi người nhá. Chất cán của nó đây anh em nhá, hàng khấu đúc luôn. Đấy, sáng long lanh như mặt gương. Và con này bản lớn, anh em thái sụn lợn, thái thịt bò, thịt bê dê, củ quả, chơi chiến hết. Chiến hết luôn anh em. Đây. Đấy, sắc bén lắm anh em. Em sẽ đo cái phần kích thước cho anh em mình lựa này. Dòng này nó được làm bằng thép, thép trắng nha, không phải inox đâu anh em. Đây này, nam châm này. Đấy, nam châm này. Anh em làm cái viên nam châm này về hít hít dao, hít đồ nghề cũng xịn sò luôn. Đấy. Đấy. Thoải mái luôn. Và nam châm từ tính này thì chỉ có 40.000 đồng 5 viên. 5 viên tách ra được 10 miếng. Như hôm trước anh em giới thiệu rồi đó. Bản của em nó là 6 sen nhá. Chiều dài lưỡi của nó là được 16, hơn 16 sen một chút. Còn tổng chiều dài của nó là được 29.5. Sống dày cái loại thái này thì nó là hơn 2 ly. Chút xíu thôi. Dao động từ 2 ly thôi. Đấy, 2 ly. Độ sắc bén thì anh em cứ yên tâm một điều này. Kể cả mình đi nhanh hay đi chậm, cái nào nó cũng chiến hết luôn. Đấy, anh em có thể gọt như cái sợi tóc như này cũng được luôn nhá. Đấy. Úi trời. Đấy, anh em thấy không? Rồi, hết giấy rồi. Giá cho con Q4 nhá. Em lên mã này là mã Q, dao này là dao mã Q. Thì anh em nào cần cái mã con này, nó là mã Q4 và giá của nó là 220k. 220k đến từ thương hiệu Winling. Đấy, thương hiệu Winling. Khấu đúc nhá, khấu đúc. Đấy, khấu đúc này. Hàng liền thân liền cán hết như này. Hàng Make in Germany. Ok anh em. Mã Q4. Nói chung là mấy con này anh em về thái thịt thà, củ quả, cà chua, cà chắc, các thứ giò chả, chiến hết luôn. Tiếp tục là hai con này nó là con chuyên lọc thái. Đấy, chuyên lọc thái. Em nói thật với các bác, cái dạng này mà các bác xiên vào ai là cũng đi người đấy đó, người đó luôn. Con này là Chrome Cucua gì đó, em không đọc được đâu. Em cũng không có đọc được tiếng Anh ấy lắm, nhưng mà đây anh em đọc áng áng qua này. Make in Germany. Phần cán của nó đây, thiết kế của nó đây. Đây con này xem nào. Đấy, thép nhá. Thép trắng luôn, không han gì, bao cho anh em không han gì. Phần cán của nó thiết kế rất là đẹp. Đấy, mày thấy không?
mặt cái dao này sáng như gương. Rồi ok anh em sẽ test thử cho anh em này. Trời ơi, nó quá là sắc bén luôn. Con này là chuyên lọc nhá, chuyên lọc chuyên lách. Con này bản của nó có gần 3 phân rưỡi thôi, 3 phân tư. Lưỡi dài 20.05. Tổng chiều dài là 35 cm. Đấy, thương hiệu này thì em không có đọc được nha anh em nhá, Make in Germany thôi. Phần cán của nó đây, thiết kế của nó như vậy. Hàng liền thân liền cán. Giá cho em Q2 là 170.000 đồng một con. Còn tiếp tục một cái mã nữa, dạng y chang nhưng lớn hơn. Đấy, lớn hơn. Chiều dài thì nó có khả năng nó dài hơn chút xíu. Đây. Bằng nhau nhá, chiều dài bằng nhau. Nhưng mà bản của nó là dày hơn. Em đo thử xem nào. Bản là 5 cm. Lưỡi dài của nó là 20.05 và tổng chiều dài là 35 cm. Đó, 35 cm. Quá chất lượng nha anh em nhá. Anh em nhìn này, sáng như gương này. Đấy. Đấy, sáng như gương luôn. Rồi, mẫu này thì bản của nó thì nó cũng được khoảng tầm 2 phân thôi. Hàng này không han gì đâu anh em. À 2 ly chứ, sorry anh em, 2 phân thì dày lắm. 2 ly nhé các bác nhá. Xin lỗi các bác. Đây, đấy, sẽ là đi vòng cua cho anh em mình xem này đó. Người đó, đó. Lắc léo luôn này, lắc léo luôn. Quá vip luôn mọi người. Rồi, các bác nào lấy cả cặp nhá. Lấy một con lớn này nó là mã Q3 là 200.000 đồng và Q2 là 170.000 đồng. Và lấy cả hai con giá là 350.000 đồng. Bao ship cho anh em luôn nhá. Bao ship, lấy cả cặp là bao ship. Đó, lấy cả cặp này là bao ship là 350k. Rồi, tiếp theo là một em nữa này. Em này nó là mã Q1. Em này thì cực chất rồi, đầm tay khá nặng. Nguyên cái phần sống dao này cho anh em mình xem luôn. Sống dao của nó là 4 ly. Thì cái thương hiệu này nó thì em cũng thấy là cái thương hiệu này nó làm những cái dao dao đề ba một lưỡi á, thì nó cũng rất là dày, từ 5 ly với con 6 ly rất dày dẫn. Như con này con chuyên thái này, con này chắc có khả năng là vừa thái vừa chặt rồi. Nên là sử dụng sống của nó là 4 ly và lưỡi của nó là lưỡi một má lưỡi anh em nhá, tức là một bên má lưỡi thôi. Anh em nhìn này, không có vân tay này, mất luôn này. Đấy, mất vân tay luôn anh em, hút luôn. Đấy. Rồi. Ok anh em. Cái này nó cũng là chất thép thôi anh em ạ. Đấy, chất thép hết. Nhưng mà nó là thép trắng nhá. Nói chung là cái thép này nó không han gì những cái dòng thép công nghiệp kia. Bản của nó gần 5 cm. Sống dày 4 ly. Sống dày 4 ly. Lưỡi dài 16. Đấy, tổng chiều dài là 30.05. Này rất là chất lượng và đẹp luôn anh em nhé. Rất là chất lượng và đẹp luôn. Con này nó đến từ thương hiệu là cái gì nhỉ? Đây, Grand Chat Takajuki. Đấy, sống dày không anh em? 4 ly cơ mà. Sáng choang luôn. Đây, sắc bén vô cùng, nhẹ phao luôn này anh em nhỉ. Đấy, nhẹ phao luôn. Đấy, mọi người thấy không? Ngọt, nó bén dữ dằn luôn các bác. Cán của nó này, thiết kế cán này, gỗ thì rất là đẹp luôn em. Thì em không biết là gỗ gì, nhưng mà sờ nắm, cầm nắm trải nghiệm trên tay rất là sướng. Con này em nghĩ chặt gà một con nửa con là chiến hết được luôn này. Đấy, và đây khấu của nó đây. Đấy, khấu của nó đây. Rồi,
sơ lược qua cho anh em mã Q1 là giá là 240.000 đồng, 240.000 đồng, dao bầu thương hiệu Kai. Đấy, con này thì cầm đầm tay chắc tay và rất là ok luôn để anh em mình chế chiến một con heo. Đấy, chọc tiết một con heo để ăn tết hoặc là thịt chó, thịt các thứ động vật anh em nhá. Kai Sun mã 0084, mã 0084. Đấy, cán cầm tán một đinh thôi, tán một đinh thôi, nhưng mà cán của nó rất là xịn này. Đấy, để cho anh em mình chiến đấu nhá, làm cỗ rồi là thịt heo, chọc tiết heo. Đây, 5/7 nhá mọi người nhá, bản của nó 5/7, dài 20 cm và tổng là 30.05. Thì cái con này hôm qua em có lên rồi. Đấy, mã này mã D5, giá là 180.000 đồng, mã D5 180k. Đó, một con. Anh em nào lấy mã nào thì báo em Thanh nhá. Cảm ơn mọi người. Tiếp tục em lên cho anh em những cái viên đá mài. Đá mài này thì nó sẽ có độ thô là 5.000 và độ mịn là 10.000. Dòng đá mài nước, đá mài hai mặt, thương hiệu là Katashiwa. Dòng đá mài này thì anh em mài những cái dòng dao mài, dòng dao Nhật rồi là dao Đức rồi là anh em mình có thể dòng mài kéo được. Giá chỉ có 90.000 đồng một viên thôi nhé các bác nhá. 90.000 đồng, độ mịn là 10.000, độ thô là 5.000, hai mặt nhá. Và có một cái lót cao su như này để anh em mình đặt xuống ấy, khi mà mình di chuyển mài nó không có bị di chuyển. Đấy, đây là những cái lót cao su, giá 90.000 đồng thôi. Và bên đằng này em còn vài cái liếc kim cương. Liếc kim cương này thì độ mịn của nó, độ giáp của nó thì nó như vậy, nó dạng liếc kim cương. Thì anh em mình mài như này. Đấy, liếc qua, liếc lại như này. Đấy, thái thịt xong mình liếc. Thái thịt thì chắc chắn là nó sẽ nhụt đi rồi. Em cứ liếc này cho em, đảm bảo cho anh em là sắc bén ngay. Giá cho em nó 120k nhá. 120k, liếc mài kim cương. Còn có vài chiếc thôi. Đó. Còn cái con mài ba khe, thương hiệu là Tamasaki. Nó sẽ có ba khe, mài thô, mài bén và mài tinh. Ở đây là những cái phần lưỡi đây. Đấy, mọi người nha. Rồi, con này rất là chắc chắn. Cách mài như sau. Anh em cứ cho em 5 lần, 5-6 lần. Xong mình sẽ chuyển sang khe thứ hai là mài thô, à mài bén mọi người nhá, mài bén. Xong mọi người sẽ chuyển sang cho em là mài tinh. Đấy, đảm bảo là nó sẽ nhanh gọn. Đấy, cái này thì sẽ là dùng cho những anh em nào mà không biết mài đá. Còn nếu các bác biết mài đá thì nó sẽ là chất lượng hơn rất là nhiều nhá. Rồi, giá cho con mài ba khe này là 140k. Đấy, hàng rất là chất lượng. Rồi, em qua mã tiếp theo. Để em bóc ra cho anh em mình xem nhá. Hôm nay thì sẽ thanh lý cho anh em mình giá tốt nhá. Đấy, còn có vài bộ thanh lý những cái ngày cuối năm này rồi. Không những thanh lý giá tốt lại còn bao ship được cho các bác nữa cơ. Ngày bình thường cái bộ này nó là 1 triệu đồng. Bữa nay thì em giảm trực tiếp cho các bác là 200.000 nữa, là bây giờ cái bộ này nó chỉ còn có 800.000 thôi. 800.000 bộ này nó đến từ thương hiệu Winling. Đấy, thương hiệu Winling nó rất là chất lượng, vừa là chất lượng vừa là mẫu mã đẹp. Chất thép thì không han gì, không phải dạng inox nhé mọi người. Thì đầu tiên em bóc ra thì nó sẽ có một cái hộp đựng đây. Mọi người đặt trên bàn bếp rất là gọn gàng. Thông thường ấy, thì anh em mình thấy đấy, nó rất là nhiều các mẫu dao khác nhau, đâm ra là mỗi nơi một đặt mỗi nơi một chỗ nó rất là không gọn gàng. Nhưng mà anh em dùng cái bộ này ấy, là chỉ cần một bộ đấy thôi là dùng trong gia đình là rất là ok rồi. Em bóc ra cho các bác xem luôn. Ở đây thì nó sẽ có một con dao chặt, một con dao thái bản lớn và một con dao thái bản nhỏ, một con gọt trái cây. Đó, và một cái liếc, một cái kéo cắt ra. Đây là những cái, đây là thương hiệu của nó, Cattaro của nó này. Thì đầu tiên là một cây kéo cắt gà nhá, mang thương hiệu Winling, hàng Germany. Đấy, Germany thì nó là hàng của Đức. Thương hiệu Winling này thì nó rất là nổi tiếng rồi. Nó chuyên làm về cho các đồ gia dụng. Đấy, đây là một con kéo cắt gà.
sống cũng rất là dày dẫn nhá mọi người. Cán cầm rất là đẹp. Đó, một cây kéo cắt gà. Thì mọi người dùng á, mọi người bỏ luôn vào trong cái khay đựng đây. Tiếp theo này là một cây liếc nhá, một cây liếc. Cái liếc này ấy, thì thông thường thì chị em phụ nữ hay bán những cái đồ thịt ở ngoài chợ thì các bác hay xem là những cái liếc này thôi. Mình không biết liếc kiểu này thì mình cứ gạt thôi. Đấy, gọi là liếc. Đấy, trong trên này nó có một chút cái từ tính ở đây nữa này. Thì không biết là cái cách làm người ta như nào thì em cũng không có nắm rõ. Ok nhá, tiếp theo đó này là một con gọt trái cây hoa quả, bóc hành bóc tỏi. Đấy, con này thì nó cũng liền thân liền cán hết và được làm như này. Nó rất là đẹp đây. Đấy, rất là đẹp nhá mọi người. Và mọi người nhìn này, hơi cong cong một chút, rất là xịn sò. Đó, mọi người cầm này, gọt trái cây, bóc hành, bóc tỏi. Ok luôn. Rồi, xong đồ đó anh em lại dắt rô nhá. Đó, em dắt rô và lát em cho anh em xem luôn. À, tiện đây thì em sẽ đo cho các bác luôn những cái mẫu dao dao thái như này đi. Khấu của nó là cũng là khấu đúc hết này, liền thân liền cán khấu đúc, thương hiệu đến từ thương hiệu Winling. Và đây đấy, anh em nhìn mấy cái vân ở đây rồi, rất là sắc bén cho những cái mẫu như này. Đấy, rất là sắc bén nha các bác nhá. Dùng xong mọi người đặt luôn ở đây luôn cho em. À, em sẽ đo cái phần chiều dài của con dao này đi. Bản của em nó thì nó đâu đó nó được là hơn 4 cm. Lưỡi dài của nó chỉ có 16.5 thôi. Tổng là 30 phân nhá, 30 phân. 30 cm đó. Tiếp theo đó ở đây thì chúng ta sẽ có gì nào? Có thêm một con dao chặt này. Một con dao thái bản lớn này. Rồi, hôm nay cũng là 15 âm lịch rồi, cũng giáp Tết rồi. Đơn vị vận chuyển nó cũng chỉ còn một vài ngày nữa là nó cũng nghỉ mọi người ạ. Anh em nào đang băn khoăn cần một cái những cái bộ dao hoặc là những con dao nào ấy, thì mình rước luôn một cái bộ dao này về. À, đầy đủ combo luôn. Rồi, cái con này là con thái bản lớn nha các bác nhá. Thái bản lớn thì bản của nó là 8 phân này. Và chiều dài của nó là 18 cm. Đấy, tổng chiều dài là 31 phân. Đấy, 31 phân. Con này chuyên thái những cái bản những cái vật thể lớn. Đấy. Những cái vật thể cứng như là sụn lợn, sụn già rồi là các thứ đấy. Rồi để em test cho anh em mình con này. Đấy. Như bản thân em thì em rất thích những cái dòng bản lớn như này. Các bác biết rồi đấy, chuyên làm phở bò các thứ đấy. Anh em nào cũng dùng những cái con dao nó bản nó lớn. Đấy, thái cái miếng nào nó cũng đều. Đấy là người ta thích nhất là dùng những cái bản lớn như này. Rồi ok nhá. Mọi người đặt vô vào cái khay đựng này. Khay đựng này. Và đây là những cái dòng chất thép chứ không phải là bằng inox. Nên là độ sắc bén của nó tốt hơn là inox rất là nhiều. Và nó không han dỉ như mấy cái dòng thép khối là thép công nghiệp. Đây là thép trắng nha. Và chúng ta sẽ có thêm một cái con dao chặt nữa. Thì cái bộ này nó không nghiêng về cái dòng chặt nhiều, nên là cái con dao chặt này nó sẽ nhỏ hơn kể cả những con dao thái bản lớn như vừa nãy. Đây, bản của nó gần được 8 phân thôi. 7 phân 7 này. Và lưỡi dài của nó là gần 17 nhá. Tổng chiều dài của nó là 29.5. Thế thì cái con này chặt thông thường thôi. Chặt gà chặt vịt thông thường ở nhà thôi. Nhà có con gà luộc ấy, thì mình mang ra mình chặt hoặc chặt vịt. Đấy thì dùng con này. Chị em phụ nữ chân yếu tay mềm cũng mang ra chặt được. Đó. Thì anh em đây, sống của nó thì nó chắc khoảng tầm 3 ly thôi. Nó còn khoảng tầm 3 ly thôi. Đấy, cán cầm nó rất là đẹp. Thì bữa nay là em cuối năm, em cũng thanh lý cho anh chị em mình, giá của nó là giảm trực tiếp cho các bác là 200.000.
Đấy, giảm trực tiếp cho các bác là 200.000 trên một cái bộ như này. Và nó giờ nó chỉ còn có 800.000 một bộ thôi. Đấy. Cái phần ống đựng dao như này nó cũng rất là đẹp. Và có những cái mút cao su để khi mà mình đặt trên cái bàn bếp á, thì nó cũng không có bị trơn trượt. Và có cả lỗ róc nước ở đây luôn. Đến logo đến từ thương hiệu Winling. Đấy, là hai cái hình nhân người như vậy. Đấy, cả bộ của nó như này. Đấy, anh em nhìn đây. Cả bộ của nó như vậy. Rồi, ok mọi người nhá. Giảm trực tiếp xuống cho anh em mình là 200.000, giờ chỉ còn giá chỉ còn có 800.000 một bộ thôi. Đấy, các bác nào mà đang có nhu cầu về bộ những bộ dao như này thì báo em Thanh nhá, báo em Thanh. Đấy, đây là những cái bộ dao mà nó thanh lý siêu thị ra. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho anh em những cái con mã chảo Nhật nhá. Chảo Nhật này thì nó được thiết kế bằng nhôm và hàng này thì nó là hàng nhập nguyên chiếc về chứ không phải là hàng bãi. Tại vì người ta chưa có sử dụng. Con này chảo này đến từ thương hiệu Shikisai, hàng made in Japan. Đấy, hàng in Japan đây, được sử dụng chất liệu bằng nhôm, đun bếp từ bếp ga, bếp nào cũng đun được hết luôn nhá. Chất men của nó là dạng men đá nên là rất là chất lượng, kể cả các bác dán trứng không dầu hoặc là mình ốp áp chảo bò áp chảo cũng rất là ok luôn nhá. Chán cầm đây. Đấy, con này đường kính của nó là 24. Đường kính của nó 24. Đấy, được dập chìm luôn nhá mọi người. Dập chìm luôn. Đường kính 24 này em Thanh đang gửi đến cho anh chị em với mức giá là 320.000 đồng. Đấy, 320.000 đồng. Rồi, em có thêm cái loại 28. Đấy, đường kính 28 đây. Đường kính 28 này thì giá của nó là 350.000 đồng. Đây anh em nhìn này. Đấy. Đun bếp điện, bếp gà, bếp cũng đun được hết luôn nhá các bác nhá. Và đây, hàng made in Japan, made in Japan. Đó, giá là 350.000 đồng cho con chảo 28 này. Anh em thêm cho em 30.000 là lên có con chảo 28 rồi. Nhưng mà tùy vào nhu cầu phục vụ mục đích của mọi người nhá. Đó. Rồi, nếu anh em mua cả hai chảo thì giá của nó là 650.000 đồng nhá. Các bác mua từ hai chảo là 650.000 đồng cả cặp như này. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em mình rồi. Đấy, các bác nào mà quan tâm đến cái mẫu nào thì báo em Thanh. Đây là hai cái mã chảo Nhật, hàng chưa có được xài, hàng chưa xài, hàng nhập như nguyên chiếc nhá. Ở đây thì em sẽ lên một số những cái nồi áp suất, anh em nào thấy ưng ý được thì báo em nhá. Ưu điểm của những cái nồi áp suất này là các bác sử dụng nhanh gọn, đồ ăn sẽ là chín như. Đấy. Khi mà có một vài cái đồ như là thịt chó hoặc là chân giò, các bác đưa vào đây nấu rượu mận thì rất là ngon. Chỉ cần ướp gia vị và xào qua một lớp xong đậy nắp vào. Đấy, đậy nắp vào là anh em chỉ cần trong tích tắc là cũng có đồ ăn rồi, chín như luôn. Đấy, anh em chỉ cần đun cho em 5 đến 10 phút rồi tắt lửa đi. Tắt lửa đi và nó tự động nó sẽ om và nó sẽ chín mềm luôn. Đấy. Rồi, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một con nồi áp suất dung tích 3,5 lít. Con này rất là xinh xắn nha. Đấy, xinh xắn này em sẽ đo kích thước luôn để khi mà đến nơi anh em nhận được hàng thì mình nhìn qua cái video ấy thì các bác cũng có thể là áng chừng được cái kích thước nhá. Đấy, con này tay sắc sách hai bên cán dài. Rồi, mặt mũi của em nó đây rất đẹp luôn và sáng như gương. Thấy cả em đang ngồi quay video cho anh em đây, gioăng không rách giết các thứ gì nhá. Mọi người về vệ sinh lại cho em cái phần gioăng này là ok rồi. Dung tích 3,5 lít. Cái đáy này dùng 3,5 lít, anh em về đun bếp từ bếp ga đều được hết nhá. Con đáy này đấy, rất chi là dày luôn. Miệng của em nó là được hơn 21 phân. Đấy, đường kính hơn 21 phân. Và chiều cao nguyên cái phần này nó là hơn 12 phân nhá. Hơn 12 phân. 3,5 lít. Em thanh lý cho anh chị em với cái mức giá để anh em dễ mua. Giá là 580.000 đồng. Đấy, bao ship toàn quốc.
580.000 đồng một cái con như này, quá chất lượng luôn nhá. Con tiếp theo, con nồi nhỏ dành cho các bác nào ít người. Con này dung tích của nó, con này rất là đẹp, dung tích của nó là 2 lít. Dòng này á, là dành cho anh em nào ít người nhá, các bác nào ở nhà ít người. Do xanh mướt mượt như này, gần như mới luôn nhá, gần như là mới luôn. Đấy, mỗi tội dung tích của nó ít thôi, nên là dùng cho các bác nào ít người. Ví dụ như hai ông bà ở nhà dùng nấu một cái móng giò, hay là 5 lạng thịt chó. Đó, em đo phần kích thước luôn. Con này dung tích 2 lít thôi. Miệng của nó là 19.2, cao có 8 phân thôi, dung tích 2 lít. Giòn đẹp như mới anh em mình nhá. Đấy, rất xinh xắn như này, sáng như gương. Rồi, mẫu này là mẫu số 2. Đấy, mẫu số 2 này em gửi đến cho anh em là 400.000 đồng bao ship tận nhà. Đó, bao ship tận nhà, sáng đẹp như gương như này. Đấy, đây là cái phần hơi nó sẽ ra nhá, nó đủ hơi là nó sẽ ra. Còn cái con này ấy, cái hơi nén của nó là 80 kPa nhá. Đấy, đa phần của nó là 80 kPa đến 100 kPa. Đấy, mã số 2 này. Rồi, tiếp tục em lên một mã số 3. Mã số 3 này thì bếp từ bếp ga đun ok luôn này. Đấy, đáy dày dẫn. Đấy, rất là dày này. Đấy, các bác biết rồi. Con này dung tích 3 lít nhá. Dung tích 3 lít. Đẹp, sáng như gương. Miệng to. Đấy, gioăng xanh. Gioăng xanh gần như là ít sử dụng. Đấy, đáy lòng này. Rất dày. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp gì cũng chiến được hết luôn này các bác nhá. Con này cũng phải đến một cái chân giò lớn luôn. Đấy, còn thịt chỗ này chắc khoảng tầm 2 ký là ok rồi, 2 ký thịt. Rồi, con này chỗ này đâu đó là 23.5 chỉ đường kính. Còn chiều cao con này nó là 8 phân rưỡi, vì thiết kế của nó là miệng rộng và thành chiều cao vừa phải thôi. Mã số 3 3 lít, em gửi đến cho anh em mình giá là 500.000 đồng con này, 500k, bao ship hết cho anh em mình nhá. Những cái nồi này bao ship hết, rất chi là nặng luôn này. Đấy, còn thấy mặt em đang quay video các bác thấy nhá, rất đẹp luôn. Đấy, anh em lấy mã nào thì chụp ảnh lại màn hình giúp em nhá, hoặc là lấy báo cho em mã số 2, số 3, số 4 tùy anh em lựa chọn. Tiếp tục một con rất là xinh xắn. Đấy, một con này rất là xinh xắn. Tay nắm màu vàng độc nhất vô nhị luôn. Để em xem là con này dung tích của nó là bao nhiêu nhá. Con này lượng nén hơi của nó cũng là 80 kPa. Giòn như mới luôn các bác nhá. Giòn như mới luôn. Trời ơi, cái con này nó đẹp thực sự luôn này. Lòng nồi các bác này. Trời ơi, đẹp như mới luôn. Còn nguyên cái phần mã vạch này. Đấy, người ta dùng nhiều là cái dòng này mã vạch nó không bao giờ còn đâu. Con này hầu hết là nó chưa sử dụng luôn các bác nha, dung tích 3 lít này. Con này thiết kế của nó là miệng vừa phải, chiều cao cũng tương đối với phần miệng. Đây, 19.5. Và chiều cao của em nó là được hơn 12 phân. Hơn 12 phân chút xíu. Dung tích 3 lít nhá. Rất là xinh xắn, gần như chưa sử dụng mã này. Con này thì thiết kế là hai cái phần đầu như này. Cái này thì không biết là cái gì đây. Đấy, phần nén hơi là cái gì đó, có hai phần nén hơi. Cái này nó được bằng nhôm này, cái này bằng nhôm này. Còn cái này bằng inox này. 80 kPa này. Đẹp như mới này, anh em nào dùng khoảng tầm 6 nhà 6 người ăn là dùng con nồi 3 lít là ok rồi. Mã số 4 này.
Mã số 4 này 3 lít. Giá cho em nó cũng là 500 ngàn đồng thôi anh em mình nhá. 500 ngàn đồng bao ship tận nhà cho các bác. Đó. Rất chi là đẹp cho một cái mã như này. Lòng nồi các thứ như mới luôn. Rất nhiều nồi nhá, anh em cứ xem lựa chọn. Đấy, không được cái mã này thì mình sẽ kiếm một cái mã khác. Rồi, sản phẩm tiếp theo. Những cái phần tem như này thì nó hơi cũ một tí nhưng mà anh em yên tâm, hàng bao chất lượng luôn cho các bác. Con này đun bếp từ bếp ga ok luôn. Đáy này, đáy dày dẫn nhá, đáy dày dẫn. Cái này thì em chưa có vệ sinh, các bác về vệ sinh sơ qua là ngon rồi. Con này dung tích của nó là 4 lít rưỡi. Đấy, 4 lít rưỡi. Rồi. Mở cửa ở đây nhá. Đấy, rất là khít luôn. Gioăng này. Gioăng còn ok, không rách dưới. Đấy. Lòng nồi đây. Sáng như gương. Đường kính của nó là 21.5. Chiều cao của em nó là được 15.5. 4 lít rưỡi. 4 lít rưỡi. Đấy, mọi người đưa như này cho em này. Xong đưa vào. Đấy, rất là khít luôn. Rồi mình cầm nắm sách lên như vậy. 4 lít rưỡi. Hàng Nhật nhá. Con này 4,5 lít nhá mọi người. Đó. Anh lý cho anh chị em với mức giá là 650.000 đồng. Đó, 650.000 đồng. Rất là chất lượng luôn mọi người nhá, rất là chất lượng luôn. Đấy, các bác nào ưng cái mẫu này thì báo em này, chụp ảnh màn hình gửi cho em nhá, hoặc báo em là lấy mã số 5. Tiếp tục em qua một con tiếp theo này. Con này rất là xịn sò nhưng mà khi vận chuyển về thì nó gãy một cái phần cán ở đây. Đấy, vẫn gãy một cái phần cán tay ở đây. Thiết kế của nó là 3 núm ở đây, 3 núm. Dung tích của nó thì khá là chất lượng luôn này. Đấy. Hàng bao đẹp mà tiếc quá mà nó bị gãy một cái tai này. Anh lý cho anh chị em mình nhá. Rồi, con này 5 lít 4. Các bác nào dùng thì mẫu này cho em. Giòn riết còn ngon lành. Đấy, mới như ấy này, phần inox mới nguyên này. Phần giòn này kể cả không dùng á thì nó cũng theo, sẽ thay đổi màu theo thời gian thôi. Đấy, còn lòng nồi đây, anh em biết này. Lòng nồi quá chất lượng luôn. 5 lít 4. Đấy, em đo cho anh em mình nhá. Con này là 23.5 và chiều cao là 14.5. Đấy, cái tay dưới này thì không vấn đề gì, hai tay dưới không vấn đề gì. Đấy, mỗi cái là đây là cái phần ấy này, khi mà gửi hàng đến cho các bác này em bỏ bên trong này để tránh tình trạng gãy nhá. Đấy, đến nơi là các bác ấy lên thôi. Cái này phần hơi nó sẽ đẩy lên thôi mọi người ạ. Đấy, nó không có vấn đề gì cả. Bao cho anh em là ngon lành hết. Đấy, còn tình trạng thì nó gãy mất một cái cán này. Các bác về chế hay như nào đó thì tùy anh em. Em thanh lý cho anh em con nồi 5 lít 4 này. Mã số 6 nhá. 5,4 lít. Đấy. Giá thanh lý cho anh em mình là 400.000 đồng. 400k con này. Nếu con này mà không gãy cán như này thì nó là 750.000 đồng một con. Đáy dày dẫn để các bác đun bếp từ bếp ga, đáy phẳng như này. Đấy, hàng bao chất lượng luôn. Đấy, 400.000 đồng con này thì quá là hời luôn anh em mình nhá. Đấy, quá chất lượng luôn. Rồi. Em qua mã tiếp theo. Con mã số 7. Mã số 7, con này dung tích của em nó 3 lít rưỡi mọi người nhá, 3 lít rưỡi. Thành cao. Đây mọi người nhớ là kéo cái này vào cho em này và đẩy cái này qua nhá. Đây là cái phần khóa của nó. Đó. Rồi, gioăng còn ngon lành nhá mọi người nhá. Gioăng này dày lắm mọi người ạ. Đây này. Rất chi là dày luôn. Nên là các bác dùng cả đời cũng không bao giờ bị hỏng được những cái gioăng như này. Đấy, lòng nồi đây. Đẹp đẽ lăng ngon lành. Con này thiết kế cổ thành cao. 3 lít rưỡi đun bếp từ bếp ga ngon lành. Đó, để em đo cho anh em mình cái mã này nhá. Ở đây là 19.5 và chiều cao của em nó là được hơn 14.7. Rồi, ok mọi người.
3,5 lít nát này. Mọi người đặt đúng vào nhá, đặt đúng vào như này cho em. Đấy, qua để lại rất là dễ dàng đây. Đấy. Đó, rất là dễ dàng luôn. Mã số 7 cho em Thanh này. Đấy, mã số 7. 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Giá cho em nó là 550.000 đồng thôi anh em mình nhá. 550.000 đồng cho một cái mã như này. Đấy, ok luôn. Đấy, đun bếp từ bếp ga ngon lành. Đấy, dày. Mã số 8 thì em có một con này. Đó, con này để em xem là dung tích của nó là được bao nhiêu nhá. Dung tích là 3,2 lít. Dung tích là 3,2 lít. Đấy, inox đây, về các bác lau chùi cái này là những cái vết bẩn thôi. Đấy, lau chùi đi là ngon lành luôn, lấy cái búi rắc sắt sợi mỏng mỏng ấy, cọ phát đi là bóng lừ luôn. Ở đây thì em bán em không có lau chùi được nhiều cho anh em mình. Đấy, phần gio này thì em khẳng định với anh em là chỉ có hết đời các bác cũng không hỏng. Đấy, ngoại trừ là các bác để nó sẽ chỉ sợ bị mất thôi. Đấy, rất dày dẫn như này. Con này 3,2 lít, thành nồi. Miệng nồi của nó là được 19.5. Và chiều cao của nó là được 13 cm. 3,2 lít. Bao đun nấu ngon lành. Mã này mã số 8. Mã số 8. 3,2 lít. Giá cho em nó 500.000 đồng anh em nhá. 500k bao ship cho anh em mình luôn. Đấy, sáng như gương như này, mọi người thấy không? Đây là chưa có hề vệ sinh. Đấy thì các bác về lau chùi lại nhá. Lau chùi lại. Đấy, còn nguyên mã này. Nguyên mã này. Bên hông này thì nó là 3,2 lít. 3,2 lít. 500.000 đồng bao ship tận nhà. Em qua mã tiếp theo là mã số 9. Con này mặt đẹp quá, mặt rất là đẹp luôn. Đấy, sáng như gương này các bác thấy không? À, bếp từ bếp ga đun ngon lành, 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Đấy, giòn rất là đẹp. Con này thiết kế kiểu nó là cao thành. Cao thành, miệng vừa phải. Đấy, miệng vừa phải. Đây em sẽ đo cho anh em mình phần miệng là gần được 19.5. Đấy, miệng gọi là 19 phân đi. 19 phân, chiều cao của nó là 14.5. 14.5. Rất nhẹ nhàng. 80 kPa. Và mình sẽ điều chỉnh chế độ ninh. Đấy, ninh như các thứ ở đây. Và chế độ không. Rồi. 1,5 lít, mã số 9. Mã số 9. 3,5 lít. Giá cho em nó là 580.000 đồng. 580k. Đó. Một em tương tự. Tương tự. Con này đây, phần tem này, phần tem còn nguyên cái phần tu bóng này nhá. Con này bếp từ bếp ga ngon lành cũng 3,5 lít. 3,5 lít. Ở đây ha, ba chế độ để anh em dùng. Giòn giếc còn ngon lành, dày dẫn, không có sứt mẻ, không có mủn. Lòng nồi thiết kế kiểu dạng cao thành. Đấy, đáy nồi đun bếp từ bếp ga ngon lành nhá. Rất dày dẫn. Miệng của em nó là được 19 cm. Và chiều cao là 14.7. 14.7. Tết này anh em mang vào đấy để ninh đồ ngon lành luôn nhá. Ngon lành luôn. Bếp nào anh em cũng chơi được. Mã số 10. Mã số 10. À, con này bao nhiêu nhỉ? 3,5 lít. 3,5 lít. Giá cho em nó là 560k thôi. Đấy, 560.000 đồng cho em này. Đấy, nó hơi cũ hơn cái con vừa nãy, con số 9. Rồi, tiếp theo. Một em này nữa. Đấy, em này thì mã số 11, 3,5 lít. 11, 3,5 lít. Cái này về các bác lau chùi vệ sinh lại nhá. Đây này. Đấy, lau như mới luôn nhá. Nói chung mà bằng inox thì anh em biết rồi. Sạch sẽ ngon lành. Đáy dày dẫn như này. Đun bếp từ bếp ga ngon lành. Rất dày. Giòn còn ngon lành luôn nhá các bác nhá.
ngon lành luôn. Con này cũng thiết kế kiểu dạng cổ cao miệng vừa. 19 này. Đấy, cũng tương tự thôi. 19 và đây là cao là 15. Cao 15. 3,5 lít. Đấy, nó có ghi rõ nhé, 3,5 lít. Đấy, 3,5 lít. Em gửi đến cho anh em là 550.000 đồng. Đó, 550.000 đồng cho anh em này. Ngon lành, dày dẫn. Đun bếp từ bếp ga, bếp nào cũng được nhá. Một con tiếp theo. Đây. Con này quai vàng. Đấy, quai vàng, để em xem là dung tích của nó là bao nhiêu nhá. Con này dung tích của nó là 3 lít và cái dòng KPA của nó là 1000 à 100 KPA nhá, 100 KPA. Đấy. Gioăng chiếc còn ok nhá. Nó cũng không phải là gioăng mới nhưng mà gioăng còn ngon lành. Rất dày và nặng, con này rất dày và nặng đây này. Mọi người thấy không? Rất dày và nặng đây. Đáy nồi này, những cái hàng này rất là chất lượng luôn các bác nhá. Miệng của em nó đây là 21. Đấy, 21. Cao là 11. Đấy, cao 11. Mã số này là mã số 12 nhé mọi người. 12 dung tích 3 lít. 12 và dung tích là 3 lít này. Em Thanh gửi đến cho anh em mình con này, nó là 500.000 đồng. 500k. 3 lít mã số 12. Đấy, rất chất lượng luôn. Tiếp theo là con tương tự giống như vậy, dung tích 3 lít. Đấy, dung tích 3 lít. Con này thì đẹp hơn nhá, mã đẹp hơn chút xíu. Đấy, giòn còn ngon lành. Dung tích cũng vậy thôi, 3 lít. Đấy, chiều cao các thứ giống nhau. Đấy, cũng 21 nhá. 21 và cao là 10.5. Dung tích 3 lít. Con này còn đẹp hơn nhá. Đó, rồi. Mã này là mã số 13. Đấy, mã số 13. 3 lít. Em Thanh gửi đến cho anh chị em mình là 530k. 530k. Đấy, các bác nào sáng như gương thì các bác thấy không? Thấy em đang ngồi quay không? 530k. Máy dày, đun bếp từ bếp ga ngon lành. Đấy, anh em nghe tiếng em gõ là biết rồi. Mã số 14. Một em tay cầm cũng như vậy nhưng dung tích lớn hơn nhá. Dung tích của em này nó, các bác chờ em chút để em tìm cái dung tích của nó đã nhá. Dung tích của nó là 4,5 lít. Đấy. Cũng sáng như gương đây các bác nhá, sáng như gương. Đáy nồi dày dẫn như này. Đấy, bếp từ bếp ga các bác đun thoải mái luôn. Nhưng cái dòng này rất là chắc chắn này. Đấy, giòn giết còn ngon lành xanh như này. 4,5 lít này. Lòng nồi, đáy nồi đây. Đấy, rất dày nha mọi người. Miệng 21 và cao là 15.5. 15.5. Mã số 14. 14. Mã số 14 con này 4,5 lít. 4,5 lít. Giá 650k thôi. Đó, 650.000 đồng cho cái mã này. 4,5 lít nha các bác nha. Đấy. Thiết kế kiểu dạng chắc chắn. Chắc chắn lắm mọi người nha. Rồi, tiếp theo một em nữa. Cái này thì không biết là nó có một cái gì nữa hay như nào đó thì em không biết. Không biết. Đấy, con này cũng 4,5 lít. Cũng 4,5 lít nha mọi người nha. Thực ra cái này nó chả có cái gì cả. Đây. Còn con ốc ở đây thôi.
chỗ này nó có một cái gioăng đấy, thì không biết là cái này nó phải có cái gì thì em cũng không có biết đâu nhá. Còn đầy đủ các phụ kiện các thứ ở đây, gioăng còn ngon lành đấy, gioăng còn ngon lành như này. Rồi 4,5 lít này, đáy nồi dày dẫn như này, 21 phân, miệng 21 phân và cao 15, cao 15. Đấy, để đúng khớp và mình sẽ xoáy vào nhá. Đấy, để này chưa đúng khớp rồi. Đây các bác chờ em chút xíu này. Đấy, để đúng khớp vào thì khi khớp này nó vào sẽ vào những cái lẫy ở đây nhá, các bác nhá. Nó sẽ vào cái lẫy ở đây. Rồi mã này nó là mã số 15. Mã 15. Bốn phẩy năm lít. Giá cho em nó. Đấy, cái này thì nó không thiếu gì đâu mọi người ạ. À, cái phần quai trên này, cái phần quai trên này nó bị thiếu rồi này. Thiếu cái phần quai trên thì phải. Đấy, thiếu phần quần quai trên thì phải. Con này gửi đến cho anh em là 450k. Đấy, 450.000 đồng. Có nào em nói vậy nhá mọi người nhá. Con này quá ngon lành luôn, về các bác đun. Giá của nó chỉ có bằng dòng 2,5 lít. Đấy. Lại chắc chắn, chả vấn đề gì. 450.000 đồng. Một con tiếp theo lên thanh lý nốt cho anh em mình. Con này thì cái này nó sẽ long ra rồi. Đấy, nó long ra về các bác chế, các bác xoáy vào. Xoáy vào cho em vào đây, chặt đây cho em là được thôi. Đấy, nó long con ốc này ra rồi. Đấy. Nó long con ốc này ra. Rồi. Con này dung tích của em nó, đây đút bếp từ bếp ga ngon lành nhá. Dung tích của nó là 3,5 lít. 3,5 lít. Miệng của nó đây. Miệng của nó là 19.5. Cao là 14.5. Đấy. Đâu nhỉ? Lệch à, để lệch. Đấy, vừa vặn ngon lành. Bếp từ bếp ga ngon lành nhá. Bếp từ ngon lành luôn. Mã số 16. 3,5 lít. Đúng không? Đúng rồi, 3,5 lít. Giá cho em nó thanh lý 400k. Đấy, thanh lý 400.000 đồng. Một con tiếp theo là con mã số 17, 3,5 lít. Đấy, 3,5 lít đây. Đáy nồi đun bếp từ bếp ga ngon lành. Có 3 cấp độ. Đấy, 3 cấp độ anh em tự xoáy, muốn điều chỉnh thí dụ như là xoáy nhừ các thứ này, hoặc là hầm có độ vitamin đây. Đấy, các thứ đây này. Lòng nồi ngon lành, đun bếp từ bếp ga. Miệng 19 cm, cao là 14.5. Đó, đây này. Rồi, ok nhá. Rồi, em hiểu cái con 15 là sao, tại sao cái con này nó ở đây rồi này. Tại vì là nó thiếu một cái nắp ở đây nhá. Nó thiếu một cái nắp ở đây này. Nên nó có một cái con ốc ở đây. Đấy. Đây, mình nhìn này. Đấy, đây này. Mọi người thấy không? Đấy là em hiểu con 15 này. Nó thiếu một cái phần bát trên ở đây. Nhưng mà không ảnh hưởng gì nhá. Đây là con số 15. Con này là con 17 nhá. 17. Dung tích của nó là... Dung tích của nó đây. 3,5 lít. Giá cho em nó 3,5 lít, 500.000 đồng thôi. Con này mã bình thường 3,3, giá là 500.000 đồng. 3,5 lít, mã số 17, còn ngon lành nhá. Đó, thì các bác nào cứ ưng mẫu nào thì báo em. Một con tiếp theo, con này đến từ Pháp, thương hiệu Tefa, dung tích 4,5 lít,
hàng Tefa thì nó là thương hiệu, nó quá là chất lượng rồi, bếp từ bếp ga ngon lành, made in Flang. Đấy, những cái mẫu này người ta đang bán là 1,5 triệu đến 1,8 triệu một con. Lòng nồi giòn chiếc ngon lành. Đấy, giòn chiếc ngon lành, dung tích 4,5 lít. Đấy. Lòng nồi dày dẫn đun bếp từ bếp ga. Rồi, đây là miệng của nó là hơn 13 cm. Cứ gọi cho 13 cm đi. Còn chiều cao của nó là 12.5. Đấy, thương hiệu Tefa. Còn ngon lành mọi người nhá. Mã 18. Giá cho em nó là 1,300,000. 1,300,000, dung tích 4,5 lít. Đấy, hàng anh em thích hàng Pháp, hàng chất lượng thì đây một con. Tiếp theo là đến từ con, đến từ Đức nhá. Con này đến từ Đức. Đấy, Flat Vitamin. Giòn còn như mới luôn. Đấy, rất dày và đầm tay, nặng ấy nha mọi người nhá. Dày lắm mọi người nhá. Đấy, anh em biết rồi. Hàng Đức thì nó gọi là cỗ xe tăng Đức. Hàng cực kỳ là châu chó. Đấy, rất dày. Made in Germany. Đấy. Hàng Fitly gì đó nhá. 4,5 lít. Miệng của em nó là hơn 13 cm, gọi cho 13 cm nhá. Chiều cao là 13 phân luôn. Đấy, chiều cao 13 phân luôn. Rồi, ok anh em. Anh em nào lấy bộ nồi nồi áp suất Đức này là mã số 19. 19 để anh em là 1,250,000. Đó, 1,250,000. Cái phần tem này thì không quan trọng, các bác có thể tẩy đi làm đẹp như mới luôn. Dày rất nặng, nặng lắm nha. Bê một tay là chíu đây luôn đấy. Phải bê hai tay. Mã số 19, anh em dùng hàng chất lượng thì đây. Tiếp đến gửi đến cho anh em một con 4,5 lít. Đấy là mã con cuối cùng. Con này giòn giếc còn đẹp như mới luôn. Đấy, giòn giếc này. Dòng này rất ít dùng luôn. Rồi, 4,5 lít. Con này không đun được bếp từ. Đấy, tại vì đáy của nó lõm. Đấy, những cái dòng đáy phẳng cơ thì đun bếp từ ngon lành. Anh em nào đun bếp ga thì dùng con này. 13.5 nhá, 13.5. Và chiều cao là hơn 12 phân. Hàng đẹp như trong tranh luôn. Mọi người nhá. Còn sáng như gương như này. Mã này là mã số 20. Năm lít, giá 650,000. Đó, 650,000 đồng cho cái mã cuối cùng như này. Rồi, ok anh em nhá. Vừa rồi là em giới thiệu đến anh em một số những cái mẫu nồi áp suất nhá, nồi áp suất và những cái dòng dao, những cái đồ bếp. Thì anh em nào quan tâm đến cái dòng sản phẩm nào thì có thể ủng hộ em Thanh qua hai số điện thoại trên màn hình. Anh em lưu ý này, cứ mua từ hóa đơn từ 300,000 trở lên nhá, bao ship cho anh em luôn. Đấy, nhân cái ngày cuối năm như này, bao ship cho các bác luôn nhá. Ok, em xin chào và dừng video ở đây. Xin chúc các bác có một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.